Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft của mình mang tên Minecraft Naruto. Ta-da, yeah. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm series Minecraft Naruto cho anh em xem đây. Và trước khi vào video này nè, như thường lệ á, mấy bạn còn nhớ cái câu quen thuộc không? Đó chính là các bạn đừng quên là để lại cho mình nè một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình đã gần được 900k subscribe đó, anh em nhớ là để lại một subscribe cho mình để mình có thể dần dần mình tăng lên được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi. Let's go. Ok anh em ơi, thì anh em thấy rằng là cái hang động của mình trong tập trước các bạn có thấy gì thay đổi không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, mấy bạn có thấy nó đẹp hẳn ra không mấy bạn? Thật ra là trong cái thời gian mình không quay video á, mình đã gọi là rất là gọi là chăm chỉ, mình xây dựng với lại là mình đi đào, mình đi mai các bạn ơi. Các bạn xem nè, ở chỗ này mình có nguyên một cái hầm để mình đi mai luôn các bạn. Đó, bên dưới đây nè các bạn, mình có một cái hầm để mình dùng để đi mai nè, ở bên dưới đây. Còn ở trên nhà thì mình có nâng cấp hơn cho nó, thì mình có nâng cấp một cái hang gọi là cái này ta gọi là gì ta, lò nướng các bạn ơi. Đó, quá trời lò nướng luôn các bạn xem nè, một nùi luôn đó. Còn bên đây thì mình có bỏ rất là nhiều rương luôn các bạn ơi, để chúng ta có thể đựng đồ, nhưng thật ra bên trong chẳng có gì cả. Đó, thấy không, chẳng có gì hết à. Chỉ có mỗi cái rương bên đây là có đồ thôi. Bên đây thì mình có để mấy cái đồ của mình nè. Đó, đây các bạn xem nè, rất là nhiều đồ luôn. Thì có một số đồ là mình đã kiếm được ở trong tập trước khi mà mình gọi là đi gọi là đánh mấy con ninja hắc ám các bạn, thì mình đã có được nè, chẳng hạn như cái bùa nổ nè. Còn cái này là cái can 4099 này là gì thì mình cũng không biết nữa, mình đang nghiên cứu đó. Thì với lại mình còn mai được rất là nhiều đá và farm được rất là nhiều gỗ luôn. Mình đã cất hết vào trong đây rồi. Và ở đây mình có cả sắt nữa để mình đem mình đi nung đã. Mình quên mất, mình không nung. Ok, thì trong tập này chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Thì có rất là nhiều bạn bảo mình á là anh ơi, anh hãy gọi là chế tạo cho anh một cái bộ đồ gọi là giống như Naruto đi anh, để anh bảo vệ, chứ không thôi là quái vật tấn công là anh chết đó. Đó, thì mình nghĩ em đầu rằng là chế tạo bộ giáp giống Naruto cũng được, nhưng mà gọi là sao ta, công thức chế tạo của nó thì hơi phức tạp mấy bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đâu ta? Đây, bộ giáp của Naruto là cái bộ này đó các bạn. Thì chúng ta cần phải chế cái tấm vải này ra. Mà cái tấm vải này ha, thì gọi là cái cách chế tạo nó thì khá là phức tạp, cần rất là nhiều sắt luôn và len luôn. Đó, cho nên là mình nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần lắm đâu, chỉ cần gọi là chúng ta chế bộ gọi là mấy cái bộ giáp sắt bình thường là được rồi. Thì bây giờ á, mình nghĩ là ai đây, what the hell, anh Bu Ninja. Ủa cái gì vậy, sao tự nhiên người ta lại quýnh mình, what the hell. Khoan các bạn ơi, đây là ai vậy, đây là người xấu hay là người tốt, what the hell. Từ để mình xem coi. Đứng lại, quýnh tôi hả, cái ông kia nãy ông cho quýnh tôi đúng không, quýnh tôi hả, lại đây. Ngon, ở đây quýnh lộn nè, quýnh lộn không? Chạy mấy bạn ơi, mình thấy ông này ông cầm cái kiếm to quá, mình sợ các bạn ơi. Ok, kiếm chỗ nào đó mình nhảy lên mới được. Có cành cây nữa không? Đây có cành cây nè, mình sẽ nhảy lên cành cây. Hey, ok, nhảy lên cao. May quá, mình leo cao rồi. Liêu không tới. Ok, để mình sử dụng gọi là thủy độ, mình giết ổng mấy bạn ơi. Thủy độ, mày nè. Khoan, ông có lên tới được không vậy? Ui, qua đây. Chọi phi tiêu nó mấy bạn ơi, hình như đây là người xấu mấy bạn ạ. Chọi nè, chết đi. Ui, sao nó không chết ta, con này khỏe vậy. Ui, cuối cùng nó cũng chết rồi các bạn ơi. Wow, nó rơi ra cái gì nè, Rin hả, Rin là gì ta. Cái này hình như là bạc đúng không ta, hình như là cái này mình dùng để mình mua đồ được hay sao á. Để mình đem mình cất vô nhà đã. Ôi, nhưng mà sao tự nhiên mới sáng sớm mình bước ra đường là mình gặp quái vật nhiều quá vậy trời. Hay là cái thế giới này nó thường spam ra nhiều quái vật ta. Tại vì trong tập trước á các bạn nhớ không, mình đã gặp rất là nhiều quái vật luôn rồi. À không, cái nào không phải là quái vật mà là gọi là mấy cái tên người xấu á các bạn. Chẳng hạn như là trong tập trước mình có gặp cướp biển đồ nữa. Thì mình nghĩ rằng là trong cái thế giới này không phải là đơn giản là chỉ có một mình chúng ta đâu. Mà trên thế giới này á, trong cái thế giới này nè, còn rất là nhiều những cái người ninja khác nữa mà chúng ta không hề hay biết.
mà ninja tốt thì từ trước giờ mình chưa thấy ai cả. Mình toàn gặp mấy người ninja xấu, người ta chạy lại ta quýnh mình không hả bạn ơi. Oh, bây giờ mình mới bắt đầu cảm thấy gọi là cái sự quan trọng của một cái bộ giáp rồi nha. Bởi vì là bây giờ không có giáp thế nào chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều điều nguy hiểm luôn bạn ơi. Hay là chúng ta nên làm theo lời của mấy bạn fan nha. Chúng ta có nên chế tạo cho chúng ta một cái bộ giáp không ta? Mình nghĩ là chắc là cần rồi anh em ơi. Mình nghĩ cái bộ giáp chắc chắn là phải cần rồi. Thôi cũng được, bây giờ để mình xem coi. Cái bộ giáp này chúng ta chế tạo nó từ mấy cái vải này đúng không? Và những cái vải này được chế từ sắt và len. Ok, vậy chúng ta cần rất là nhiều len đó bạn ơi. Rồi, được rồi. Bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng với các bạn gọi là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo một cái bộ áo giáp gọi là giống như là Naruto cho anh em, để chúng ta bảo vệ cái cơ thể ngọc ngà của chúng ta, không để cho những ninja hắc ám tấn công chúng ta anh em ạ. Hả? Thì thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm mấy con cừu để gọi là làm thịt bằng nó nha. Để mình vào trong nhà mình chế tạo cho mình gọi sao ta? Vũ khí đã. Khoan, bây giờ mình sẽ lấy gỗ nè. Ở đây, mình có chế cho mình một cái cây cúp với lại cây rìu mới mình quên mất mình không sử dụng. Rồi để mình chế tạo mình các bạn chế tạo nè. Đặt ở đây. Bây giờ mình sẽ chế cho mình một cái cây kiếm katana các bạn ơi, giống cái cây kiếm mà cái ông hồi nãy cầm á. Chúng ta sẽ chế công thức gọi như thế này. Chúng ta sẽ được một cái kiếm katana. Đây, các bạn xem nè, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, thấy không? Cái kiếm katana nè. Ồ, ngầu chưa? Ngầu chưa? Cây kiếm này mà chém một phát thôi ha là con creeper đứt ra làm đôi luôn á. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm lông cừu nha anh em. Rồi có con cừu nè, để mình giết nó. Ồ, trong phiên bản này là con cừu là nó chưa có thịt mấy bạn ơi, nó chỉ có lông thôi. Ôi khoan đã. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ tìm mấy con cừu chúng ta giết như vậy á thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hết cừu luôn, chúng ta sẽ không còn một con nào để chúng ta gọi là lấy lông nữa. Mình nghĩ lại rồi. Mình nghĩ rằng chúng ta không nên giết bọn nó bạn ơi. Chúng ta cần phải có một thứ tốt hơn. Mình nghĩ rằng chúng ta cần một cái kéo bạn ạ. Mình sẽ chế cho mình cái kéo đi. Cái kéo vừa lấy được nhiều lông cừu nè, mà còn vừa không cần phải giết con cừu nữa. Đó, hợp lý, để mình đi kiếm coi xung quanh đây còn con cừu đâu. Đây đây, bên đây có nè, bên đây có nè. Đó. Để mình qua đây. Wow, bên đây có hai con cừu luôn. Cắt lông nè. Đó, chúng ta sẽ được nhiều lông hơn mà chúng ta không cần phải giết con cừu. Mai này chúng ta sẽ đem những con cừu này về chúng ta nuôi nữa bạn ơi. Đây, mình sẽ cắt lông của nó nha. Quá đơn giản. Cắt lông nè. Đó, ok. Bên kia có con heo. Chúng ta có cần qua bên đó để cắt lông của con heo không ta? Mình nghĩ là chắc không cần đâu. Bên kia hình như là ok, bên kia có con cừu kìa các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng gọi là nhẫn thuật ninja, mình đi trên nước để đi qua đó nha. Đó, thấy không? Chúng ta là ninja cho nên chúng ta đi trên nước được đó bạn, thấy không? Đó, không cần phải gọi là dùng thuyền luôn. Rất là xịn. Rồi đi qua đây nè, sau đó là cắt lông cừu. Ok. Còn con nào không ta? Ở đây đây. Trời ơi, sao bên đây nhiều cừu quá vậy? Ồ, tính ra bên đây nhiều cừu ghê luôn bạn ơi. Wow. Cắt thêm con nè, được 12 cái len cừu rồi nè. Đây bên đây thêm con nữa. Là 14 cái nè. Wow, nhiều nha, nhiều nha. Wow, tính ra là bên đây nhiều cừu phết. Cái đám cừu này mà bây giờ ha, mà bọn nó phiên bản này mà có thịt á là chúng ta sẽ không bao giờ sợ đói luôn. Chúng ta tha hồ có thịt cừu để ăn luôn bạn ơi. 1 hour later. Đó các bạn thấy không? Con cừu chỉ cần gọi là nó ăn cỏ thôi là lông của nó sẽ ngay lập tức mọc lại liền luôn. Chúng ta sẽ có được thêm lông cừu. Ủa con này sao không ăn đi trời? Ăn cỏ nhanh nhanh để anh mày xin miếng lông cừu coi. Ăn đi. Trời nó không thèm ăn luôn bạn ơi. Hình như con cừu này nó ăn no rồi sao á, nó không thèm ăn luôn. Ê ok, từ nãy giờ mình cắt cũng hơi được nhiều á bạn ơi. Có mấy con xung quanh đây bọn nó không chịu ăn cỏ cho nên là mình không lấy được thêm. Ê các bạn thấy nhìn nè. Bên đây là cái chỗ mà hồi nãy chúng ta đi qua rồi nè, thấy không? Bọn nó đã ăn thêm cỏ và bây giờ bọn nó đã gọi là mọc lông ra nè. Đó. Quá trời luôn bạn ơi. Vãi nồi thiệt. Ok, mình lấy được gọi là gần hơn 2 stack rồi bạn ơi. Ở đâu? Gần 2 stack chứ không hơn. Gần 2 stack thôi. Rồi bên đây cũng còn nữa nè. Wow, chỗ này có nhiều hoa thế. Ok, để mình cắt lông cừu nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình, các bạn chế tạo đi. Để chúng ta xem công thức chế tạo nha các bạn. Mình đã có được rất là nhiều lông cừu rồi nè. Để mình xem coi. Công thức chế tạo hình như là, để xem nha, là chúng ta sẽ bỏ len theo cái hình gọi là như thế này. Ok, 6 cục len đúng không? Bỏ len vào như thế này. Chúng ta sẽ chế được cái tấm vải. Wow, mình chế được cái tận 60 tấm vải luôn bạn ơi. Ghê vậy. Ok, 60 tấm vải, thêm 44 tấm vải nữa, hơn 100 tấm rồi các bạn ơi. Wow, xịn vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì nữa ta?
chúng ta sẽ bỏ thêm sắt ở phía trên. Ồ, cần sắt hả? Coi bộ hơi căng nha, sắt bây giờ mình còn có 3 cái thôi à. Wow, ok thôi, chúng ta phải về nhà, chúng ta lấy sắt mấy bạn ơi. Rồi, để mình đi về nhà, mình xem coi chúng ta còn sắt không nha. Hồi nãy ở nhà là mình có nung một ít rồi, nhưng mà mình không biết rằng là có đủ hay không đây. Bởi vì là mình cần rất là nhiều sắt luôn. Không biết là có đủ không đây ta. Mình đang bị đói bạn à, cho nên mình cứ đi chậm chậm chậm. Bây giờ chúng ta không có gì để chúng ta ăn cả. Ôi, đói bụng quá, chắc phải đi kiếm con heo gì đó để làm thịt nó mới được. Rồi, mình sẽ lấy sắt nha. Lấy ra nè, còn không? Ồ, vẫn còn nè. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái vải bên dưới, sau đó là để len ở phía trên. Alo, nhầm, cái này là sắt mới đúng. Bỏ sắt phía trên nè, chúng ta sẽ chế được cái tấm vải này. Và cái tấm vải này chúng ta sẽ làm gì nữa ta? Chúng ta sẽ nhộm màu cho nó bạn ơi. Chúng ta sẽ nhộm cho nó thành màu cam. À, ok, hợp lý nha. Bên kia có rất là nhiều hoa bạn ơi, cho nên mình nghĩ rằng là cái việc gọi là nhộm màu là rất là đơn giản thôi. Khoan, bây giờ mình phải ngay lập tức mình đi mình làm thịt cái con heo bên đây để mình có thịt mình ăn bạn ơi. Mình đói bụng lắm rồi, mình đói bụng mình sắp chết rồi bạn ạ. Ok, rồi để mình leo lên bờ nè. Mình sẽ gọi là sử dụng gọi là hỏa độn để mình làm thịt con heo. Ấy, ở chết, mình dùng nhầm cái thuật dịch chuyển các bạn ơi. Cái này là thuật dịch chuyển. Hỏa độn là dùng gì ta? CVC, ok rồi biết rồi. CVC, hey. Rồi, con heo đâu? Con heo rồi. À, con heo đây, con heo đây, con heo cháy các bạn ơi. Ok, rồi, có thịt heo ăn. Quá ngon. Rồi, mình đã đi gọi là đi di chuyển nhanh hơn hồi nãy rồi. Hồi nãy mình đói bụng cho nên mình di chuyển chậm quá. Ăn vô nè, trời no vãi nồi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ qua đây mình lấy cho mình một ít gọi là hoa nha bạn. Đây, hoa màu cam nè. Wow, bên đây nhiều hoa thế ta. Ui, chỗ này nhiều hoa quá nha. Màu tím nè, màu vàng nè, màu trắng nè. Có hết luôn bạn ơi. Wow, kỳ này là chúng ta gọi là không lo bị thiếu màu các bạn ơi. Nhiều vậy. Wow, có cách nào để chúng ta nhân giống hoa lên không ta? Chứ một ngày nào đó mình xài thì một ngày nào đó cũng sẽ hết hoa thôi. Không biết có cách nào để chúng ta gọi là có thể gọi là làm thêm được nhiều hoa hơn không ta? Mình nhớ hình như là chúng ta có thể sử dụng bột xương chúng ta châm vào trong đây thì hoa nó sẽ mọc ra thêm đúng không mấy bạn? Mình nhớ hình như là như vậy vậy. Ok. Rồi, ở khoan, bạn chế tạo rồi. Ở bên đây, để mình nhảy qua đây. Rồi, chúng ta sẽ bỏ hoa vào đây. Chúng ta sẽ chế được bột màu cam nè. Rồi, bây giờ chúng ta cần chế bao nhiêu cái? 3 cái thôi hả? 3 cái thì quá rẻ rồi. Mình sẽ bỏ đây 1, 2, 3 nè. Rồi, bỏ thêm thuốc vào. Chúng ta sẽ chế được 1 cái, 2 cái và 3 cái. Ok. Rồi, còn cái nào nữa không? Tiếp theo nữa là màu đen hả? Màu đen cần túi mực mấy bạn ơi. Mình phải đi kiếm mấy con mực đã. Mực thì xuống dưới nước kiếm. Ở dưới nước có rất là nhiều luôn. Đâu? À, đây, thấy rồi. Nhảy xuống nước nè. Trời ơi, tới thui, không thấy gì luôn các bạn ơi. Tới thui à, oh my god. Mình đã kiếm được 3 cái nè. Một con mực cho đến tận 3 cái luôn hả? Nhiều quá vậy. Rồi, con ở đây, trời ơi, tới thui luôn. Không biết là mấy bạn có thấy gì không. Chứ mình là mình không thấy gì luôn rồi á. Tới thui các bạn ơi. Vãi nồi thiệt, bơi lên. Tối quá. Ok rồi, bên đây có 3 con mực nè. 10 cái đã đủ cho ta, hình như là đủ rồi đúng không? Ok. Mình đi kiếm lại cái bàn chế tạo coi. Đây bàn chế tạo đây. Chúng ta sẽ gọi là chế cho chúng ta màu đen. Bỏ vào đây chế nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6. Đủ cho ta, 6 cái đủ chứ nha. Còn bao nhiêu cái? Cần có 5 cái thôi. Mình chế 6 cái là mình dư cái rồi. Mình sẽ bỏ gọi là mấy cái màu cam bên dưới. Sau đó là mình sẽ bỏ mấy cái màu đen ở phía bên trên. Ok, bỏ phía trên nè. Đó, chúng ta đã chế được một cái áo nữa bạn ơi. Wow. Ủa, có cách nào để chế quần không ta? Thôi ok, bây giờ mình sẽ thử mình mặc cái áo vô trước cho bạn xem nha. Mặc vô nè. Wow, đẹp quá bạn ơi. Ủa kìa, hồi nãy mình nhớ là mình chế có cái áo thôi mà ta. Sao bây giờ tự nhiên nó lại cho mình thêm cái quần luôn vậy? Hình như là cái bộ này là chúng ta chế là chúng ta không cần mặc quần các bạn ơi. Không cần mặc quần luôn, chúng ta chỉ cần chế cái áo thôi là chúng ta sẽ được full bộ luôn các bạn ơi. Wow, bạn nhìn nè, đẹp chưa, ngầu chưa bạn, y hệt Naruto luôn. Đó, trời ơi, ngầu quá bạn ơi, bây giờ nhìn mình chẳng khác gì Naruto luôn bạn ơi. Nhảy nè, đó, nhảy nè. Wow, ngầu quá anh em ơi, anh em nhìn nè, đó, nhìn chẳng khác gì ninja luôn bạn ơi, ngầu ơi là ngầu luôn.
nè, mình sẽ gọi là luyện chakra lên nè. Đó, sau bây giờ mình sẽ thử gọi là mình sử dụng một cái gọi là một cái pha gọi là bắt cua cho bạn xem nè. Hey! Đó, ghê không, mình bắt cua sao các bạn, bạn xem nè. Hey! Ủa, rồi xong bắt cua sao rơi xuống dưới nước luôn. Ok anh em ơi, anh em nhìn nè, cái bộ giáp này á, khi mà mình mặc vào ha thì nó sẽ cho chúng ta được gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, chúng ta được đến tận 8 cái giáp lận các bạn ơi. Wow, mặc cái này vô chúng ta sẽ được tăng lên đến tận 8 lần giáp luôn. Quá xịn luôn bạn ơi. Xịn ơi là xịn luôn á. Wow, xịn nha. Vậy là chúng ta không cần phải làm áo giáp kim cương hay là áo giáp sắt luôn. Không biết mình có làm được áo của Hokage không ta? Ờ, không làm được bạn ơi, áo của Hokage là không làm được nè. Chúng ta có thể làm được áo của Sasuke, làm được những cái áo của Naruto màu xanh như thế này cũng được nữa. Áo Naruto màu xanh thì cũng dễ chế thôi à. Ôi, ở đây có cả mặt nạ nữa nè. Chúng ta có thể chế được mặt nạ này nha. Wow, cái này bỏ thêm sắt vào chúng ta sẽ làm được cái tấm này và chúng ta sẽ chế được mặt nạ. Ồ, hay là chúng ta thử chế mặt nạ ta. Nhưng mà bây giờ mình lại hết sắt rồi. Ồ, xui quá ta. Thôi không sao cả, có lẽ là trong tập sau chúng ta sẽ thử gọi là đi farm thêm sắt để chúng ta chế tạo thêm mặt nạ các bạn ơi. Quá hợp lý luôn các bạn ạ. Hợp lý. Ok, bây giờ mình sẽ cất những cái đồ không cần thiết của mình vào rương các bạn ơi. Những cái đồ mà chúng ta mới vừa chế tạo được nè, chẳng hạn như là vải đồ nè. Đó, còn cúp sắt với lại rìu sắt thì chúng ta sẽ giữ lại. Cái hai này là hai cái đồ mình mới chế, cho nên bọn nó còn rất là mới, chúng ta sẽ sử dụng để gọi là đi farm đồ nha. Ui, trong đây còn sắt nè. Ui, tính ra là mình còn sắt mà mình không biết luôn á. Wow, ok. Ui, hợp lý nha. Vậy là chúng ta có thể chế được mặt nạ bạn ơi. Ui, để mình thử nha. Còn sắt trong đây nè, 14 cục, không biết đủ chế không đây. Ồ, chế được 4 cái nè. Mà chế cái mặt nạ là cần mấy cái ta? Để mình xem thử nha, không thôi là mình chế phí sắt các bạn ạ. Để mình xem coi. Chúng ta cần 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 6 cái. Với lại một cái hoa hồng màu đỏ nữa. Ok, bột hoa hồng màu đỏ đúng không? Thì bên kia hình như nó có hoa nè. Hồi nãy mình có đem cái hoa nào về nhà không ta? Để mình xem coi. Ở đây đi. Hoa này là hoa màu đỏ luôn nè. Hợp lý nha. Hồi nãy mình đem về cái mình được cái hoa màu đỏ luôn. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hoa màu đỏ vào đây. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái này xếp thành cái hình mũi tên như thế này đúng không? Ô, được cái mặt nạ nè. Wow, hợp lý. Ơ nhưng mà khi đeo mặt nạ chúng ta phải cởi cái huy hiệu ninja làng lá đó rồi. Mình sẽ đeo mặt nạ vào nè. mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn cái mặt nạ này nhìn thấy ngầu không? Chứ mình thấy cái mặt nạ này là nhìn nó cứ buồn cười thế nào ấy. Nhìn y hệt như là cái kẻ giết người gia sinh các bạn, thứ 6 ngày 13 các bạn. Nhìn nó cứ bựa, nó cứ ngu thế nào ấy. Tính ra thì mình vẫn thích là đeo cái gọi là cái gì nhỉ? Cái huy hiệu của ninja làng lá hơn cơ. Cái đó nhìn mình thấy mình đeo đẹp hơn. Còn cái mặt nạ này thì đeo vô nhìn nó cứ ngu thế nào ấy. Mấy bạn, mà mấy bạn nào mà là fan của Naruto á thì mấy bạn có biết cái mặt nạ này chính là gọi là mặt nạ của nhân vật gì không? Chứ mình thì mình thấy trong Naruto có rất là nhiều những cái nhân vật đeo những cái mặt nạ như thế này, nhưng mà mình không biết là họ đeo để họ làm cái gì các bạn ơi. Mình không biết luôn á. Mình cũng không biết họ là ai cả. Ok thôi, đeo cái gọi là mặt nạ của ninja làng lá vẫn là đẹp nhất các bạn xem nè. Đeo vô thôi là chúng ta sẽ được cái ký hiệu ninja làng lá đó. Mình vẫn thích ninja làng lá hơn. Ok, thì tập này thì mình nghĩ rằng là mình tính rằng là mình sẽ đi gọi là đi mine, đi farm rồi kiếm đồ cho các bạn. Nhưng mà do là chúng ta cần có một bộ giáp cho nên là mình dành riêng cái tập này để chúng ta sẽ chế tạo bộ giáp các bạn ạ. Thì trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Thì mình đã gọi là chế cho mình được một cái bộ áo giáp rất là xịn luôn. Bộ áo giáp của Naruto các bạn ơi. Đó, trong mình bây giờ chả khác gì Naruto luôn á. Và chúng ta còn gọi là sao ta, chế tạo được thêm một cái mặt nạ nữa nè. Đó, rất là xịn luôn. Và mình nghĩ rằng là trong những tập sau chúng ta sẽ gọi là bắt đầu nâng cấp nhà, xây chuồng bò, chuồng heo, chuồng cừu đó bạn, để nuôi thêm động vật nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like nè, một share và nhớ mình nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn đừng quên là like cái series này ủng hộ cho mình để mình có động lực làm tiếp tục nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.